Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyên Sugi đây. Và hôm nay cũng tròn 3 tháng nữa rồi, chúng ta đã quay trở lại với một video về Minecraft Hack Client. Và video gần nhất của mình là về Liquid Bounce vào là 4 tháng, là tháng 12, ngày 24. Thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một cái video hack này, thì nó cũng khá nhiều người chơi và được một người bạn ảnh chia sẻ cho mình. Thì hack này thì là Bad Trap, và không biết cái này là crack hay là gì, nhưng mà mong là nó sử dụng ổn. Và trước khi vào video thì nếu các bạn thấy cái video này thì nó hữu ích không, nếu các bạn thích video đi đây thì các bạn cho mình một like, share, subscribe và không quên nhấn vào chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất của channel mình nha. Còn mà sau video thì các bạn nếu mà thấy cái video này click thì nhắn lại lần nữa, nhưng mà nhắn lại 2 lần, nhắn một lần là nó sẽ mất like nha. Xin cảm ơn các bạn, thì chúng ta sẽ vào video thôi. Trước tiên thì các bạn phải bước đầu tiên chúng ta phải cần một cái browser. Và ở đây thì mình sẽ dùng cái Brave. Cái này thì nó cũng dùng khá là ổn. Thì trước tiên chúng ta sẽ vào cái giao diện của nó trước. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cái tải cái file nó trước. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập là Bad Trap trước đi ạ. Tại mình cũng có link, nhưng mà để xem nó có ở đây không nè. Client cũng khá nhiều người dùng, mà nếu dùng nó không nhầm là cái này. Cái này à. Các bạn mình sẽ đưa cái link này cho các bạn ở phía dưới phần mô tả và bình luận. Có vẻ đây là đúng rồi đây. Thì cái giao diện của GitHub thì nó cũng khá là quen thuộc với mọi người rồi. Thì chúng ta sẽ chú ý cái phần là release này thôi. Chúng ta nhấn vào, nó sẽ hiện ở đây là 5 cái này. Và chỉ cần thiết là cái Backtrap cái giữa này thôi, Backtrap 1.0 này thôi. Các bạn nhấn và nó sẽ tự tải về. Đây, đã hoàn thành. Cái thứ hai, chúng ta sẽ tải một cái là Fabric API 1.18.2. Không biết thì các cái version nó khác được không, nhưng mà mình dùng thì nó báo là 1.18.2. Thì mình sẽ quyết định đặt cho cái này ở cái version nó luôn. Không quyết định, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ version mới này. Tại vì nó cũng mới hiện thôi. Chúng ta vào cái Cursor này. Và cái Cursor này nó mới đổi giao diện thì nó cũng khá là lạ. Mình mà cũng mới hư cái máy tính, hư cái ổ cứng nên là mới sửa lại thôi. Chúng ta sẽ chọn cái 1.18. Cái nếu các bạn lướt cái này nó lâu quá thì các bạn chú ý cái phần game version ở đây. Chúng ta sẽ view all này. Thôi này nó dùng mà không được. Chúng ta sẽ đi tìm kiếm đi. 1.18.2. Đây, 1.18.2 Fabric. Đây. Chúng ta sẽ download file vào. Các bạn chú ý là nhấn vào cái nút 3 chấm này thì nó sẽ tải xuống. Còn nếu các bạn nhấn lộn vào đó, nếu các bạn nhấn vào chữ install. Đúng rồi. Các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ tải Cursor app này về mạng, về cái máy tính của bạn. Rồi, như vậy chúng ta đã có xong hai cái file cần thiết. Và nếu các bạn nó không dùng các cái phần cái như là TL Legacy hay là T-Ultra, thì các bạn tải thêm là cái Fabric Installer. Đây. Các bạn download here. Các
bạn download for Windows thì nó sẽ tải về. Nhưng mà ở đây thì nó cũng khó là dễ cài đặt nên mình sẽ không cài đặt cái Fabric Install này. Vì trong cái TL Legacy nó đã tích hợp luôn cái Fabric rồi. Thì chúng ta sẽ vào TL Legacy. Mình đã quay trở lại ở đây thì đây là giao diện của TL Legacy. Thì để cài cái map mode này vào thì trước tiên chúng ta chọn cái Fabric 1.18.2 trước. Ở đây. Sau đó chúng ta vào phần này để chúng ta mở thư mục mode Minecraft đây. Chúng ta vào mode. Ở đây trống không đúng không? Thì tất nhiên là như vậy rồi, mình chưa bỏ vào mà. Thì chúng ta sẽ vào cái file nãy mình chúng ta tải xuống. Mình đã gộp vào một cái thư mục, cái folder để nó vụn hơn. Rồi chúng ta copy cái này vào. Chúng ta nếu mà cần thiết là chúng ta chỉ cần hai cái file đầu tiên thôi. Còn những cái file nào là mình bỏ thêm vào để cho nó mượt hơn mà thôi. Chúng ta bỏ cái này đi. Cái này nó không quan trọng, tại vì nó có Fabric rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước thứ mấy ta? Thứ ba, thứ hai gì đó. Thì không quan trọng. Chúng ta sẽ vào trong tiếp theo. Chúng ta sẽ vào cái giao diện của Minecraft. Và mình sẽ hẹn các bạn trong cái trong khi ta đã đến cái giao diện ấy. Và bye, chúng ta sẽ quay trở lại. Game mình đã quay trở lại ở đây. Thì đây là giao diện của Minecraft. Thì chúng ta sẽ vào phần chơi đơn. Chúng ta sẽ vào một cái bất kỳ cái map nào. Mình sẽ test thử nó sẽ như thế nào. Thì có cái trap này thì mình thấy những người bạn mình chơi trong server AnarchyVN thì cũng dùng khá là nhiều. Và với lại máy của mình nó cũng hơi yếu nên là mình cũng ít khi mà chơi Minecraft Anarchy. Thì có lẽ thì mình sau khi mà vào hè thì chúng mình sẽ vào Anarchy. Thì hôm qua thì mình có vào thì cũng khá nhiều người biết, cũng khá là vui. Hôm nay có lẽ là hạ cái này xuống chứ nó lắc quá. Mình cái một số cái server mới này mình chơi nó yếu quá, nó không chơi được. Cứ 1.18.2 là mình đã khó chơi lắm rồi. Nhưng mà cũng cố gắng làm những cái video này truyền tải cho các bạn. Là như vậy cũng được. Thì nếu video có lag thì mình sẽ chèn thêm cái clip vui vào trong cái video. Thì để mở cái menu hack của Backdrop này, chúng ta nhấn phím là right shift, như là cái nút shift nhỏ phía bên phải, thì nó sẽ hiện ra có cái click của cái menu như thế này. Thì nó cũng khá là đẹp đấy. Nhưng mà sao mình thấy giống cái giống như cái mà gì ta, giống với cũng giống với cái future ấy, nhưng mà cái dạng này không nhớ cũng khá là lâu rồi. Thì một số cái mình nghĩ là cần thiết
thì như là cái này thì PvP mình cũng không rõ nữa nên là mình sẽ dùng một số cái mình biết thôi, như Two Totem này. Cái này không rõ nha. To respawn này thì mình cũng trụng đại, mình cũng không biết rõ là như thế nào. Visual range là sao? Cái này là bà cũng phải tự nghiên cứu chứ mình cũng khá là mập. Chủ yếu của cái video của mình là truyền tải thôi chứ mình cũng không có sử dụng nhiều, mình cũng không rõ nữa. Nên là các bạn cố gắng nha. ESP thì nó là nổi bật nên thôi chứ cũng không cần lắm. Fulbright này, Name Tag này, No Render này, nó không có mây mũi này, No Weather này, Animation này, không rõ nữa. Fulbright Fast Play. Cái này à, thế vậy, cái này khá là hay đấy chứ. TPS này, ping này, more này, waypoint à. Để mình thử mình lấy một cái giáp bất kỳ nó xem sao. Nó lắc quá. Ok, nó sẽ hiện ở đây luôn, khá là ổn đấy. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái hack này. Thì như một cái đầu video thì mình đã nói thì nếu các bạn thấy video này nó hữu ích thì hãy cho mình một like, share, subscribe và quên nhấn vào chuông bên cạnh để nhận những thông báo nhất của channel mình nha. Và video này cũng khá là dài rồi. Bye, và mình sẽ quay trở lại trong vòng 3 tháng trở lại tới đây nữa nha. Bye.